Cổ động viên Thái Lan đòi sa thải huấn luyện viên sau trận hòa U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Waragust Rimaka nhận chỉ trích từ người hâm mộ Thái Lan sau trận hòa có phần may mắn trước U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á đêm ngày 2 tháng 6. Silphanat Muenta ghi bàn phút 90 2 giúp U23 Thái Lan hòa 2-2 trước 2 Việt Nam ở trận gia quân. Kết quả này không thể làm hài lòng cổ động viên bởi U23 Thái Lan dự giải với những gương mặt xuất sắc, trong đó có đến 8 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu. Trên fanpage của đội tuyển Thái Lan Thái Lan Top Fiso, đông đảo người hâm mộ kêu gọi sa thải huấn luyện viên Guragut Maka, Làm ơn hãy đổi huấn luyện viên. Cầu thủ của chúng ta không thua bất kỳ đội nào, nhưng cần tìm một huấn luyện viên biết cách sử dụng họ. Chiến thuật tốt mới giúp đội tiến xa, tài khoản CG viết. Tài khoản Fluka Sempan cho rằng, những người hâm mộ kêu gọi thay đổi huấn luyện viên kể từ trước. Kết quả rõ ràng là kinh khủng, nhưng liên đoàn vẫn cứng đầu khi sử dụng ông Guragut. Nhiều người hâm mộ chỉ ra rằng Ekanit Pania xuống sức thấy rõ trong hiệp 2 nhưng huấn luyện viên Guaragut vẫn cố chấp giữ lại trên sân. Phải đến phút 80, cầu thủ này mới rời sân, nhưng chỗ cho tiền đạo gốc Thụy Điển Patrick Gustafsson. Chúng ta hết huấn luyện viên giỏi rồi à, tôi muốn bái phục huấn luyện viên trận này. Ông ấy xây dựng một đội tuyệt vời khi toàn đội thi đấu như thể không muốn giành chiến thắng. Guaragut nên từ trước ngay. Hệ thống thi đấu của U23 thật tệ. Tôi cảm thấy bực bội khi U23 Thái Lan chơi rời rạc dù đều là những cá nhân nổi bật là ba trong số những bình luận mỉa mai về tài dẫn dắt của huấn luyện viên Waragut. Các cầu thủ thi đấu không máu lửa thì làm sao có thể giành chiến thắng. Khi bị dẫn bàn, họ vẫn đi bộ và ung dung, lãng phí thời gian. Trong khi đó, dưới thời huấn luyện viên Hàn Quốc, các cầu thủ Việt Nam đi bóng tốc độ, tích cực áp sát. Hơn nữa, đây còn chưa phải là đội hình mạnh nhất của Việt Nam, tài khoản Jin Kusushima nhận định. Ở trận này, U23 Việt Nam hai lần vươn lên dẫn chức nhờ các pha lập công của Phan Tuấn Tài, một phút, và Nguyễn Văn Tùng. 73. Tuy vậy, thay cho huấn luyện viên Gong Okyun không thể có được chiến thắng khi Benjamin Davis và Sifanat giúp U23 Thái Lan có được một điểm. Việt Nam chơi ổn trận này và họ đang dần bỏ xa chúng ta. U23 Thái Lan còn rất nhiều điểm cần sửa, trận này may quá không thua. U23 Việt Nam chơi an toàn, nhưng họ có hai cơ hội tốt và ghi hai bàn đẹp bắt. U23 Việt Nam nhận lời khen từ người hâm mộ Thái Lan. U23 Việt Nam giữ mạch bất bại trước U23 Thái Lan kể từ giải giao hữu M1 năm không cấp 2017. Ở lượt trận tiếp theo ngày mùng 5 tháng 6, thầy trò Gong Okyun gặp Hàn Quốc, còn U23 Thái Lan đối đầu Malaysia.